Ba. Cái gì? Ba coi giùm con cái này đi. Cái đó là cái gì? Ba biết cầu thủ bóng rổ Nguyễn Tuấn Tú không ba? Mấy cái người đó làm sao ba biết được? Cậu này nổi tiếng mà tốt bụng lắm á ba. Cứ mỗi trận mà cậu ta tham gia thì cậu ta đều trích tiền ra để ủng hộ cho bệnh nhi bị ung thư á ba. Trên đời có người tốt vậy hả? Dạ, bởi vậy con mới nói. Ba, hay là mình làm giống như cậu cầu thủ rồi đi ba. Cứ mỗi trận mà anh ta tham gia cái mình ủng hộ 1 triệu để mà mình giúp đỡ bệnh nhi ung thư á ba. Một trận 1 triệu. Dạ, cái này coi như là mình vừa làm từ thiện nè, rồi mình vừa là nâng cái tên tuổi công ty mình lên nữa. Một công đôi ba chuyện luôn á ba. Hết cái giải đó có bao nhiêu trận? Dạ, không có nhiều đâu ba, chừng 30 trận à. 30 trận, 30 triệu. Rồi, để trên ba cho ba. Cái người đại diện người ta đang đứng ở ngoài hay là bây giờ ba ký liền giùm con nha, để con đưa người ta luôn. Gấp vậy hả? Dạ. Nha ba. Dạ ba. Ở đâu? Dạ ba ký đây giùm con. Rồi. Ủa, mà nè, ông đang tài trợ cho chương trình gì vậy? Chẳng là coi mấy cái chương trình á, mấy đứa nhỏ mà nó bị ung thư đó, nhìn thấy tội nghiệp quá thì cũng muốn quyên góp một ít để mà giúp đỡ cho tụi nhóc. Trên đời này có biết bao nhiêu người giàu có, nhưng họ chỉ biết hưởng thụ, đâu có biết chia sẻ cho người khác. Nhưng ông thì khác, đúng là người vừa có tình và có nghĩa, thật là đáng ngưỡng mộ. Ôi, có cái gì đâu, chuyện nhỏ xíu mà. Không có nhỏ đâu, mỗi điểm tới 1 triệu lận đó. Cái gì mỗi điểm 1 triệu? À, đây nè. Đâu đưa tôi coi. Ông coi đi. 1 triệu 1 điểm. Đây nè. Ông Tài, ông sao vậy? Không sao, không sao hết. Thằng này đúng là một kẻ phá hoại mà. Dậy, dậy. Mày coi đi, mày coi đi. Có chuyện gì vậy ba? Mỗi 1 điểm là 1 triệu nha con. Cái gì 1 triệu? Coi đi. Sao lại như vậy được? Con nhớ con coi kỹ lắm rồi mà. Bà đã nói rồi, để cho bà coi lại không chịu nghe. Ủa sao lại như vậy được ta? Trời ơi, giờ nữa con sao chứ trăng? Con nên nhớ rằng 1 trái vô là 2 điểm, thấy không? Mà vô 1 trái tức là 2 triệu. Thử hỏi 1 trận nó vô bao nhiêu trái thì bao nhiêu triệu. Nhưng mà ném phạt đền chỉ có 1 điểm thôi mà. Trời ơi, mày còn trả treo nữa hả? Nhưng mà dù gì đây cũng là việc tốt mà. Tao biết con khỉ, con có bỏ tiền ra không? Thì có tiền của ba là được rồi. Ra ngoài. Đây là phòng của con mà. Ủa ai cũng vậy, tao nói mày ra ngoài. Vậy con qua phòng ba con ngồi đỡ nha. Dạ con đi. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi. Gì vậy? Có chuyện gì? Sao biết ba ở đây? Bà có tin vui, có tin vui bà ơi. Sao? Cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú đã bị chấn thương cổ tay trong lúc luyện tập, có khả năng sẽ không thi đấu những trận đấu còn lại. Trường hợp xấu nhất có thể dưỡng thương cho đến cuối mùa giải luôn. Vậy là bà yên tâm rồi ha. Mình chỉ thỏa thuận trong hợp đồng là khi nào có cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú thi đấu thì mình mới bỏ tiền ra thôi. Còn bây giờ anh ta không có thi đấu nữa là mình không có bỏ tiền, yên tâm nha ba. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nó bụng quá à. Ăn gì cũng ngon ha. Ăn mà vừa nói chuyện bê bối dính luôn kìa. Gì vậy? Cái gì vậy? Đấy là Nguyễn Tuấn Tú đã trở lại. Ủa sao mày nói là nó nghĩ nó đâu có trở lại? Ủa sao nó nghĩ tới hết mùa giải mà không lẽ bình phục chấn thương rồi sao? Mày coi mày vô quánh. Dạ 2 giờ. Còn quánh. Mở tivi liền, máu lên. Hiệp 1 vừa kết thúc. Theo anh có điều gì đáng chú ý ở hiệp 2? Theo như tôi thấy, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú. Tuy rằng anh đã hồi phục được chấn thương, nhưng khả năng ra sân của anh ấy còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ là dấu chấm hỏi thôi, khả năng ra sân không có cao, bà yên tâm đi. Chúng tôi vừa nhận được một tin vui, cầu thủ Nguyễn Tú ra sân ở hiệp 2. Nó ra rồi kìa. Ba bình tĩnh đi. Cho dù có ra sân thì khả năng mà ghi bàn cũng không có cao đâu, chấn thương chưa có bình phục hẳn mà ba. Nhưng mà lỡ nó ghi bàn thì sao? Dạ vậy thôi tắt đi. Mở rồi, mẹ
mày mở lên, mở lên. Trời ơi, tin được không? Chị vừa mới vào sân, anh Nguyễn Tú đã ghi được 3 điểm. 3 triệu. 3 triệu. Tôi ghi được bao nhiêu điểm rồi? Vừa mới ra sân hiệp 2, nhưng Nguyễn Tú đã ghi được 12 điểm rồi. 12 triệu. 12 triệu con ơi. 12 triệu có nhiều đâu ba. 12 triệu, 12 triệu rồi nó không có bao nhiêu hả? Hụt đi, hụt. Lại thêm 3 điểm cho Nguyễn Tấn Tú là 15 điểm. 15 triệu. 15 triệu bây giờ con mới thấy có bao nhiêu rồi đó. Có bao nhiêu? Thằng phá hoại, thằng phá hoại. Trời ơi. Mày ngon mày bỏ tiền ra mày đền đi. Bà kỳ quá, bà quá đáng quá. Gì quá đáng? Dù gì tiền đó cũng là giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư, chứ không phải bỏ vô túi của anh ta đâu. Tiền là giấy hả con? Mày ngon mày bỏ tiền mày đợi cho tao đi. Nếu bà tiếc tiền thì bà giảm lương của con xuống đi để trừ lại. Lương ở đâu mày có? Cũng ba mày phát cho mày, chứ tự mày có làm được lương không? Quá đáng lắm luôn. Gì nữa? Thôi được rồi, bây giờ con sẽ đi ra ngoài, con tự làm, con tự kiếm tiền. Con sẽ tự kiếm tiền bằng công sức mồ hôi của con. Rồi con dùng số tiền đó để con giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư mà không cần đến ba nữa. Dù cực khổ như thế nào, con cũng sẽ đem tiền về. Ai cái thằng này? Trời ơi, trời, cái thằng ngu ngục ngu xuẩn gì đâu á. Không ai khác được các bạn ơi, Nguyễn Tấn Tú lại tiếp tục ghi điểm. Nghi hoài vậy Tú. Anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, làm gì mặt anh dính gì dơ vậy? Ờ, anh không sao đâu. Ba ngủ rồi em? Ba trong phòng á. Không bao nhiêu điểm, chỉ có hiệp 2 thôi, nó ghi 27 điểm. 27 hả ba? Đó, mới đó hả con? Mới có một hiệp mà 27 điểm. Thì hỏi suốt mùa giải, ghi bao nhiêu điểm? Biết bao nhiêu tiền? Sao mày không nói gì vậy hả? Không nói gì hết vậy? Ba không cần biết, cái chuyện này con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả? Ra khỏi nhà. Làm gì nữa? Lấy cái gì? Đi ra ngoài. Trời ơi. Ủa, có chuyện gì hả anh? Cô ơi. Hả? Con rửa chén xong rồi, cô có muốn con làm gì nữa không cô? Không cần đâu, con cũng mệt rồi. Con dọn dẹp xong rồi đi ngủ đi. Dạ. À mà nè, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ nha. Mà cô ơi,
Nguyên vẫn chưa về nữa cô. Con cứ mặc kệ nó, cứ khóa cửa cho cô. Nó tự đói bụng là nó tự mò về à. Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra, con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Mình hôm nay Nguyễn Tuấn Tú sẽ thi đấu từ trận đầu. Đúng vậy, đây là trận đầu tiên anh chơi ngay từ đầu sau khi bị chấn thương. Dừng đây! Hút! Wow! Hoan hô Tuấn Tú! Một mình anh đã ghi được 30 điểm rồi. Anh thật là tuyệt vời, anh đã lập nên một kỷ lục mới. Trời ơi! Mới có nửa chưa hết nửa trận mà nó 30 điểm. Hết trận thì nó bao nhiêu điểm đây? Trời ơi, tôi nhức cái đầu quá. Mày núp cái gì? Mày lo mày kiếm tiền, mày trả cho người ta đi. Ôi, núp vậy ba cũng thấy nữa hả? Thấy hả? Mày lo mày xong mày ra dạ. Khỏi nhà tao, đi ra khỏi nhà tao. Đi liền, con đi liền quá. Mày hả? Ở nhà. Ê, ông. Rồi, Nguyễn Tuấn Tú quay lại ấn tượng ghê á ông. Vậy là lần này bầu trời muốn đổi Việt Nam á hả, có thêm một gì sao mới rồi nha. Kết quả sao là tỷ số nhiêu vậy? Anh chàng Tuấn Tú này hả, thi đấu hả, còn chơi thì cả thật giờ luôn á ông. Một mình anh ta hả mà ghi 63 điểm luôn đó. Cái gì? 63 điểm? 63 điểm luôn. Ờ, anh này hay thiệt á hả? Đúng rồi, anh hay thiệt luôn á. Chết thiệt rồi. Làm gì ạ? Tạm thời ba sẽ đi xa một thời gian. Còn nhớ ở nhà phải lên nghe lời mẹ và học hành siêng năng. Không được ăn nhiều thịt sườn quá đó. Thời gian ba quay về nhà có lẽ sẽ trễ hơn nhiều so với dự tính. Làm gì hả? Ráng giữ sức khỏe nha con. Người cha tội nghiệp của con. Ngoài hiên giọng mưa thu tí tách rơi, trời lắng u buồn mây hắc hiu ngừng trôi. Hên mà chạy về kịp á, không là ướt nhẹp. Cô ba ơi, mẹ có nhà không ba? Mẹ con ra ngoài rồi. Nói rồi. Mẹ ra ngoài rồi sao con xin đóng tiền học được? Ba, mẹ cho con tiền đóng tiền học nha ba. Trước khi đi mẹ đã dặn ba là không cho con tiền. Ủa, chứ mẹ nói gì là ba phải nghe lời vậy hả? Ba phải có chính kiến riêng của mình chứ. Con trai à, con hãy nhìn những giọt mưa rơi đi. Hay lắm đúng không? Là sao ba? Con hãy nhìn đi, những giọt mưa rơi ngoài hiên tí tách rơi. Ngoài hiên giọt mưa thu tí tách rơi,
trời lặng u buồn, mây hắt hiu ngừng. Những nhà khác đâu có đàn ông nào nghe tiếng mưa rơi như ba đâu. Có lẽ con người càng lớn tuổi sẽ càng cư xử ngược lại với giới tính của mình. Nghe hơi kỳ, nhưng đó là sự thật. Nếu đó là do tác động của hormone, thì trong người của ba tôi, hormone nữ đang bắt đầu phát huy đến mức kỳ lạ. Anh bị gì vậy? Bị gì là gì? Đàn ông đàn an cái gì mà em thấy thoa kem dưỡng da hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa có xong á. Có thể đừng thoa vậy nữa được không? Nè, anh lại uống cái thuốc đó nữa hả? Thuốc của bạn anh mua mà, nó mua nước ngoài lận đó. Anh có hỏi thằng sĩ chưa mà uống? Nước ngoài thì nước ngoài chứ, mình đâu có biết trong đó là thuốc gì. Bạn nói thuốc này tốt lắm, chắc chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. Ủa? Sao bà nói đi hớt tóc mà sao còn ngồi ở đây? Ủa ba khóc hả? Sao vậy ba? Con có coi bộ phim này bao giờ chưa? Phim là sao ba? Phim lớp. Phim gì mà buồn như phim đẹp. Dạ em chào anh, mình có chọn xử lý nào cắt trước cho mình không ạ? Tụi tôi lần đầu tiên tới đây chỉ muốn hớt tóc bình thường dạ thôi. Dạ rồi, vâng, em mời anh ngồi chờ đây lát với em nha. Dạ rồi. Coi kiểu hả bà? Ủa, Nguyên. Ủa? Ồ, cô dạ. Giáo. Em chào anh. Ủa, anh tới đây làm cái gì vậy? Vô tiệm hớt tóc lẽ đi ăn còn hỏi. Cái thằng này nói chuyện kiểu... Nó hay giỡn với em vậy anh. Cô giáo cũng tới để hớt tóc hả? Dạ không, bữa nay em tới gọi đầu. Dạ. Em mời một người vào cắt trước ạ. Ba nhường con vô trước nha ba. Ừ, con vô đi. Dạ, em mời. Ủa, hôm nay anh tính làm kiểu tóc kiểu gì vậy? Thật sự ra tôi cũng chưa biết nữa. Cho nên bây giờ coi catalog coi hết kiểu nào hợp với tôi nè. À, hợp với anh hả? Có bao giờ anh thử uống tóc chưa? Ôi, đàn ông trai ai uống tóc bao giờ? Không có đâu anh. Tại vì á, uống tóc nha, làm tóc mình dày hơn nè, bồng bềnh, dễ tạo kiểu hơn nữa. Với lại em thấy hả, đâu phải con gái mới uống tóc đâu bây giờ hả? Con trai cũng uống tóc nhiều lắm á, giống như là mấy cái ca sĩ nam nè, nghệ sĩ rồi đó. Đã uống tóc nhiều lắm á, bên nước ngoài như Việt Nam mình bây giờ là uống tóc lên là nhìn hả gợn gợn, mà khi tóc anh dài ra ha là sẽ không có thấy tóc anh dài ra luôn, mà nhìn bóng đẹp lắm luôn á. Ha, cô giáo nói tôi mới để ý nha, để thử một lần coi sao. Dạ. Trời ơi, không ngờ cô giáo cũng thích coi phim Bố Là Tất Cả nữa ha. Dạ đúng rồi, phim đó hay mà, vui cũng có buồn cũng có đúng luôn. Đúng rồi đó, anh thích lắm, không bỏ sót tập nào, hòa mình theo từng phân đoạn. Xong chưa ba? Ba còn uống tóc hơi lâu, con về trước đi. Ôi, hết thời ba nghe lời ba điên này. Thằng nói gì vậy? Đi đi, về đi. Bye bye nha, về nhà gặp nha. Cô giáo. Dạ. Cô giáo có biết tại sao mà ba Thuận lại khóc trong đám cưới của mình Thảo không? Ủa, anh không biết hả? Không. Ủa, vậy là tập trước anh không coi hả? Không, anh bị bỏ sót tập trước tức dễ sợ luôn nè. Trời ơi, tập trước không coi là không có hiểu đâu nha. Hay là em có liên nghe YouTube tập đó nè, em gửi cho anh coi ha. Không mấy á, chừng nào hai anh em mình xong á, về nhà em đi, hai anh em coi chung. Thôi vậy đi, chứ từ nãy giờ có người không được vui. Em về rồi nè. Hello em. Ủa? Ừ? Anh ăn mì tôm hả? Ừ. Thôi, mọi người đang ăn mì tôm nữa, ăn gà rán đi, anh Ngọc đem qua rồi nè. Hả? Anh gửi xe xong anh vô liền á. Ông đó hôm qua đây chi nữa vậy? Hả? Sao vậy? Lại năn nỉ vật tay từ sáng đến tối nữa rồi, khổ tôi rồi. Không có đâu, anh qua đây anh coi phim chung với em cho vui á. Thiệt không? Ừ. Xin chào mọi người. Chào anh.
Anh đợi em xíu nha, em chạy lên lầu lấy laptop. Chạy nhanh gì vậy? À, chào em. À, dạ mời anh ngồi ạ. Mọi người thấy hôm nay tóc anh đẹp không? À, chà, kiểu này bên Thái đẹp lắm nè. Nhìn không đồng hàng với ai luôn á. Cảm ơn. À, anh có mua gà cho mọi người nè. À, cảm ơn. Hết hồn luôn con quỷ. Sao mi nó chạy như một cơn bão vậy? Con quỷ đó nó vậy đó. Thôi tụi em không khách sáo nha. Nè phần của em nè. Đây. Cảm ơn. Mai. Em đang làm gì vậy? Em đang sơn móng tay. Cho anh mượn một cái được không? Đây. Đó. Anh muốn lấy nào anh lấy. Màu ngọt quá. Đoạn này nó xúc động quá à. Nó sắp chia tay kìa. Ủa, làm gì mấy đứa tụ tập đông đủ quá vậy? Dạ, chào cô Liễu. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hả không? À, con tới chơi chút rồi, rồi con về. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Bị sao vậy? Nó nói chuyện với cô nó qua khúc cảm động mà con khóc bù. Hai nó quen lại rồi kìa. Dễ thương. Em thấy tóc anh này đẹp không? Anh mới uống đó. Tóc anh bữa nay bị cái gì kì vậy? Hả? Anh uống đẹp mà. Trời đất ơi, cái nhìn mà thấy ghê quá vậy nè. Anh giữ thẳng ra liền cho em coi. Thôi, tóc này đẹp mà, giữ làm chi? Đẹp cái con khỉ á, nhìn thấy mà ghê à. Mẹ ơi, cho con nè. Cái gì vậy ba? Con thấy ba đẹp không? Ba mới uống đó. Con tưởng ba ăn mì gói và để luôn trên chển. Mẹ ơi cho con 50.000 đi. Cảm ơn. Chắc từ nay về sao con khỏi ăn mì gói luôn. Kỳ vậy, ai cũng nói tóc mình đẹp mà ta. Anh để nguyên đó cho em. Cái gì nữa đây? Hả? À, trời đất ơi. Chứa ai mà đi sơn móng tay vậy nè? Hả? À, anh sơn để cho nó bảo vệ móng khỏi bị trầy xước. Bảo vệ cái con khỉ á? Hả? Bây giờ còn bị đặt sơn móng tay nữa. Không mấy anh lấy đồ trang điểm của em kìa. Anh đánh đồ trang điểm của em lên, đánh son, đánh phấn lên luôn rồi mặt đầm của em luôn đi. Em làm gì mà giận dữ vậy? Đây là mốt hiện đại thời trang của đàn ông đó. Lúc này là em thấy kỳ cục lắm hay chưa? Em không cần biết, chùi liền lập tức ngay cái bộ móng. Thôi đừng có chùi, anh cực khổ lắm á. Thôi bằng tay đi. Thôi mà. Mẹ ơi. Cho anh chơi thời gian nữa thôi. Cái gì? Ủa ba mẹ làm gì vậy? Tiền học của con chứ gì, ở trên bàn kìa. Thôi mà, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Rồi. Ngồi yên cho em, mốt gì mà kỳ cục à. Trời ơi. Sơn cái gì mà dày quá nó dày nè. Chùi hoài cũng không ra nữa. Nhẹ nhẹ đau tay anh đó. Ngồi em nữa đây. Ôi, công sức của người ta mà. Thấy mà ghê à. Thuốc này đa số thành phần là estrogen không chị? Là cái estrogen mà người ta kêu là hormone nữ đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Anh uống mà không cần chỉ định của bác sĩ luôn hả? Như vậy là không được đâu. Chị đã khuyên anh bao nhiêu lần là không được uống mà anh không có nghe lời chị. Thiệt tình luôn à.